Xin được giới thiệu với tất cả anh em đam mê âm thanh cùng với quý khách hàng đã quan tâm tới hãng loa RCF, một thương hiệu đến từ Italy với 75 năm hình thành và phát triển. Trước mặt tất cả quý anh em đây là 4 chiếc loa mới RCF model ART92A, công suất 2100W, 130dB, công nghệ FIFA không độ cho ra âm thanh hoàn hảo, sử dụng loa bass 12 inch với công nghệ bass motion control giảm độ méo mó của âm thanh. RCF ART92A đáp ứng nhu cầu đa năng của anh em làm âm thanh sự kiện cũng như quý khách hàng gia đình đang tìm kiếm cho mình một hệ thống karaoke chuyên nghiệp, chất lượng, bền bỉ. Và tiếp theo xin mời anh em cùng xem phần 2 setup âm thanh cùng Vinh Quang Lego Event. Phía sau loa RCF 912, khi mình chồng lên nhau sẽ link hai con này bằng một sợi dây tín hiệu. Input phía trên sẽ về mixer, lỗ cắm phía dưới, lỗ cắm link sẽ câu về lỗ thứ nhất, lỗ trên cùng của loa trên. Làm loa nào loa chính cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ hát một bài rock một tí, cung đàn mùa xuân cho mọi người cùng lắng nghe. Đắc Sô và đây là Vinh Quang Lego Event đến từ Đà Lạt. Cảm ơn em rất nhiều.